các bạn trở lại với là Tay Ga Bonsai. Ngày hôm nay em cũng sưu tầm một số đồ gốm Nam Bộ như là gốm cây mai, như là gốm lá diêu và gốm Biên Hòa. Cũng muốn giao lưu được với cô chú chị các bạn trên cả nước. Thì địa chỉ liên thuộc em là số 10903 đường Ngô Quyền, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn của tỉnh An Giang nè. Số điện thoại em là 0939 303130, đó cũng là số Zalo. Thì cũng không mất thời gian cô chú chị, em sẽ vô giới thiệu những cái món hàng đầu tiên của em ạ. Đầu tiên em cũng xin giới thiệu cô chú chị mã số 1 là ông Thọ nè. Ông Thọ này là riêng cô chú chị, chỉ có một ông Thọ thôi. Đó cô chú chị xem. Đó, ông Thọ màu xanh ngọc rất là đẹp nha. Chỉ có một ông Thọ thôi. Ông Thọ này thì có tình trạng có lỗi ngay chỗ này đây. Đây lỗi ngay chỗ đây. Nhưng mà dán lại rất là ok cô chú chị, không có hề hẳn gì hết. Chỉ lỗi chỗ này. Đó, còn như là lành hết nha. Đây, đít là lành tích nghe cô chú chị. Đó, có một lò luôn. Rồi chiều cao của ông Thọ là 47 cô chú chị. 47. Ngang của ông Thọ khoảng 22. Rồi mã số 1. Một ông Thọ giao lưu với cô chú anh chị là giá 1,5 triệu đến 3 ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Rồi mã số 1 giới thiệu với cô chú anh chị là mã số 1 ông Thọ giao lưu 1,5 triệu đến 3 ship toàn quốc. Còn xin giới thiệu mã số 2 ạ. Rồi mã số 2 xin giới thiệu cô chú anh chị là một cái bình tay rồng của chú anh chị. Thì cái bình này cô chú anh chị xem tuổi đời nó cũng tầm khoảng 20-30 năm á, nhưng mà chúng ta thấy lên chấm trắng đi. Đó, chúng ta thấy lên chấm trắng cũng rất là đẹp nha. Thì em nói vậy thôi, có thể nói trên không chừng nữa, nhưng mà mình không có chính xác thì mình nói gì cho cô chú anh chị hình dung. Đây để lên chấm trắng rất là đẹp nha cái bình nè. Đó, ở trên đây cũng có lên chấm trắng luôn đây. Đó, ở trên đây cũng có lên chấm trắng luôn. Đây cái nắp là lành tích nha. Đó. Đây, chiều cao tới đỉnh lăng này là 50 của chú chị. Rồi chiều dài là khoảng 45 à. Chiều dài hết trên tay rồng là 45. Rồi cái bình này dung tích của nó là khoảng trên 10 lít của chú chị. Đây cô chú anh chị xem cái lòng đáy trong đây, lòng đáy trong rất là sạch nha. Đó. Đây, ở dưới đáy này, dưới đây coi chôn có một lò này cô chú anh chị. Rồi cái bình này khi lên xuống để như thế này. Xuống thì chúng ta để cái đít xuống như thế này. Đó, chúng ta để xuống, để nhẹ xuống úp lại. Đừng di chuyển. Rồi sau khi lấy thì chúng ta cũng dỡ lấy cái đầu lên trước. Đó, lấy đầu lên như thế này nha. Rồi cái bình mã số 2. Anh Mai cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là giá là 2,7 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Bình này rất là đẹp cô chú anh chị, lên cớm rất là đẹp nha. Rồi em xin giới thiệu mã số 3. Mã số 3 là giới thiệu với cô chú anh chị là bộ ba nha. Bộ ba chậu lá diêu. Đây cô chú anh chị, bộ này gồm 3 cái giống nhau thì em bán là bán 3 cái nha. Đó, cô chú anh chị thích thì em giao lưu làm 3 cái. Đây là chậu lá diêu, một cái tức là phụng với rồng mà. Bên đây rồng. Còn đất nổi luôn nha. Đó, như đây chúng ta thấy rồng đây. Rồng và phụng. Đó, tình trạng thì mỗi cái chậu thì nó có thẩm mỹ nhẹ cô chú anh chị. Nó có thẩm mỹ nhẹ bên trong. Đó, thằng lá diêu có thẩm mỹ nhẹ bên trong đáy đây. Đó, đáy chậu có thẩm mỹ nhẹ nhưng mà nó không có lên cao nha. Có thẩm mỹ nhẹ, cái nào có thẩm mỹ nó thẩm mỹ. Tình chậu này thì tầm cỡ khoảng 50 năm cô chú anh chị. Chở cái đó đây, cái này đáy chậu có thẩm mỹ chút xíu đây, nhưng mà đảm bảo ok cho cô chú chị nghe. Lá thiêu này nó thiêu già. Đó, âm thanh cô chú chị nghe. Còn cái này thì nó thẩm mỹ ít hơn nhưng mà cái lòng chậu nó sạch đẹp hơn à. Đó. Cái này nó có thẩm mỹ bên đây đây. Đó, cái nào cũng có thẩm mỹ chụp đỉnh nha. Đo thông số cho cô chú chị, lọt lòng là 37 à, phủ bì là 45. Đây một lòng cũng 37 nha, 37 bằng nhau hết. Rồi sau lòng là 25 nè. Đó, 3, bộ 3. Rồi nếu như cô chú anh chị mà giao lưu thì mỗi cái á, thì em giao lưu một cái thì là 3,5 triệu, còn 3 cái là 10 triệu, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Cái này thì hàng trồng lăng kiếm rất là đẹp cô chú anh chị. Nếu như cô chú anh chị mà trồng lăng kiếm thì hết 3 cái chậu này về chúng ta trồng cho nó giống nhau. Miệng cắt nha cô chú anh chị. Chú ý là miệng cắt thì lá thiêu già từ 50 năm trở lên. Rồi 3 cái giao lưu là 10 triệu, còn nếu cô chú anh chị chọn cái lẻ thì mỗi cái lẻ em giao lưu 3,5 triệu, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi em xin giới thiệu mã tiếp theo ạ. Theo mã số 4 em xin giới thiệu với cô chú anh chị là một voi lẻ nha. Voi này voi Biên Hòa. tuổi đời nó cũng từ trên 40 năm của chú chị. Tình trạng thì những cái trên đây là lặn hết, chốt mộng còn đầy đủ hết nha. Đây yên đây cũng lành lặn luôn đó, cô chú chị xem, yên là lành lặn hết. Đây dưới mặt dưới này cũng lành lặn luôn. Rồi nó chỉ có một cái điểm chỗ này em chỉ cho cô chú chị xem, nó có chỗ bị găng gió chỗ này thôi, găng gió thôi, găng gió nhẹ nhiều khi muốn thấy nó chỉ bị nhẹ chỗ này thôi. Đây chiều cao là 54 của chú chị, dài 50, con 42, mẹ 20, 24. Rồi mà doi mã số 4 em giao lưu với cô chú anh chị là giá 3 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Doi này 3 triệu bao ship toàn quốc, doi này về chúng ta chơi chúng ta để gì cũng đẹp. Rồi em xin giới thiệu mã số tiếp theo à. Em xin giới thiệu với cô chú anh chị là một cái cặp thỏ dâm đào treo tường nha, thỏ dâm đào treo tường. Đó, cô chú chị xem, hai cái giống nhau nha. Đó. Rồi ngoài sau nó có cái lỗ treo tường này cô chú chị, ngoài sau có lỗ treo tường, chúng ta học dây vô chỗ này nè, rồi chúng ta treo lên nha. Đây là cục thỏi anh đào để đo cái thông số cho cô chú chị xem. Rồi chiều cao là gần chiều cao 39 cô chú chị, mặt này là 32. Rồi cặp thỏi anh đào mã số 5 giao lưu với cô chú anh chị là giá 2 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Mã số 5 thọ văn đào bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Đây một cặp gì là hai cái, mỗi cái 1 triệu, hai cái 2 triệu nha. Cô chú anh chị mua lẻ cũng bán lẻ luôn à. Rồi em xin giới thiệu mã số tiếp theo à. Mã số tiếp theo giới thiệu với cô chú anh chị là một cái chậu lông phụng à. Lông phụng có chữ hỷ, chậu này rất là già cô chú anh chị. Chậu này cũng trên 50 năm nha. Chậu này rất là già. Đây cái tình trạng đây thì thiếu men chỗ này chút xíu, nó chỉ thiếu men chút xíu thôi. Còn những cái chỗ trắng trắng này có lấy đồ trà nó ra đây, lấy đồ trà ra là do ta trồng cây nó dơ. Đây dưới đáy thì nó có lỗ lò chút xíu đây, nhưng mà không ra đây không có nha. Đó, ra cái lỗ lò vô đây chút xíu, đây mặt đáy trong đây nó chúng ta nhìn lấy thấy găng nhẹ chút xíu đây. Ở trong thì thấy găng nhẹ chút xíu, ngoài thì thấy nhiều chút xíu, nhưng mà trong đây thì thấy găng lỗ lò thôi. Còn tình trạng trên đây là lành tích của chú anh chị, chậu này là trên đây là lành tích nha. Chậu này rất là già, chiều cao chậu là 25 à, phủ bì chậu là 40, lọt lòng là 31 à. Rồi chậu mã số 6 giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.500.000 em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. 1.500.000 em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Cái này là miệng răng cưa cô chú anh chị. Đó, chậu này rất là đẹp nha, chậu già rất đẹp trên 50 năm đấy. Rồi em giới thiệu mã số tiếp theo à, mã số 7 à. Mã số 7 xin giới thiệu với cô chú anh chị là một cái chậu có hình bợm cô chú anh chị. Chậu này khá là lớn nha, 6 chữ tàu, hai mặt bợm. Đó cô chú anh chị xem, màu xanh riêu rất là đẹp. Bên đây quả biến nha, bên đây quả biến. Còn này nó cũng lên cớm theo thời gian. Chậu này rất là già, chậu này cũng tuổi đời cũng 50-60 năm. Chiều cao là 37 à, phủ bì chậu là 58, lọt lòng là 46 à. Còn lòng bụng ở trong là 54 á, là lòng bụng ở trong này là 54, ở ngoài là 46. Chậu lành tích cho cô chú chị, âm thanh nó ok nha. Rồi chậu này em cho lưới cô chú chị là 3,5 triệu em bao ship toàn quốc cho cô chú chị nha. Cái chậu này chúng ta về có thể trồng cây, hoặc là chúng ta sở hữu trồng những cái loại lan, hoặc là trồng xe là cũng đẹp cô chú chị. Rồi chậu này 3,5 triệu em bao ship toàn quốc cho cô chú chị. Số điện thoại liên lạc em là 0939 303130, đó là số Zalo à. Rồi em xin giới thiệu món tiếp theo à. Giới thiệu tiếp theo cho cô chú anh chị xem một cái chậu là có cái tích là mộc đồng cỡ trâu cô chú anh chị. Đây là trâu nha. À, đây là trâu, còn đây là mộc đồng cởi. Còn bên đây là một cái con lân. Đây là con lân. Còn đây là con nai. Đó chúng ta thấy gần lên. Đó chúng ta thấy cái nét đẹp cổ xưa của cái chậu rất là đẹp nha. Chậu này gốm cây mai cô chú anh chị, gốm cây mai có tuổi đời trên 100 năm nha. Đó chúng ta thấy men vàng đây. Đó chúng ta thấy nhận dạng thấy men vàng rất là đẹp nha. Đó, tình trạng chậu thì có thẩm mỹ. Đó, nhưng mà âm thanh rất ok cô chú anh chị, chẳng có thẩm mỹ nhẹ thôi, cô chú anh chị yên tâm. Chiều cao là 36 à, hũ bì là 55, lọt lòng chậu là 45 mà. Rồi cô chú chị xem đây, nó lòng trong đây cô chú chị, nó chỉ có thẩm mỹ nhẹ tới đây chút xíu thôi, thẩm mỹ làm đẹp, còn trên đây là lành tích nha. Đó, thẩm mỹ tới đây đây. Đó, cô chú chị xem có thẩm mỹ nhẹ. Đây cái đáy này cô chú chị. Đó cái đáy nè, chỗ này có thẩm mỹ nhẹ chút xíu. Đó, đây là thẩm mỹ lên đây đây. Đó chỗ nãy đó, thẩm mỹ lên đây chút, là cái chỗ này nãy chỉ bên trong đó. Rồi chậu hợp đồng cỡ trâu xin giao lưu với cô chú anh chị giá 14 triệu mã số 8 nè, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. 14 triệu mã số 8, số điện thoại liên lạc em là 0939 303130, đó là số Zalo à. Rồi em xin giới thiệu món tiếp theo à. Chính tiếp theo là mã số 9 là một cái chậu vàng hoàng đế cô chú anh chị. Cái chậu này thì cái vấn đề men nó theo thời gian nó cũng hơi bị ánh nắng á, ánh nắng chiếu rọi cho nên men nó hơi ấy. Còn này những này là men vàng nó chảy nha. Đây là 4 cái biểu tượng là hoa lá 1, 2, đây là hoa sen à 3, đó 4 biểu tượng đó. Cái này là đắp nổi không cô chú chị, đắp nổi không rất là đẹp à. Đó chậu này tình trạng nó cũng có thẩm mỹ bên trong đó cô chú chị, nghe âm thanh rất là ok. Lọt lòng nó cũng là 45 mà, hũ bì là 44 với 54 à, cái bên đây là bên kia 45, bên đây là 44, nó hơi có ô quan chút xíu cô chú chị. Tại chậu xưa thì nó hơi ấy, hơi có cái đắp tay thủ công đây, nằm bà lòng bên trong đây. Đó cô chú chị xem. Còn rất là đẹp cô chú chị. Chậu này chúng ta vô cây, trồng cây cũng rất là ok. Đây cái đáy chậu này cô chú chị. Cái này thì dưới đáy nó không có thẩm mỹ, chỉ có cái đắp cái lỗ thoát nước lại thôi, cho nó riêng thôi. Này giờ chúng ta muốn lấy ra ấy, còn ví dụ mấy ta để xi măng gì cho được, cho đẹp cũng được. Còn mấy chúng ta lấy cái lỗ thoát nước kia ra. Cái này ta đắp lại, ta đừng ta trồng sen trồng này trồng kia nữa. Rồi đây là mã số 9 với giao lưu với cô chú anh chị là giá 7 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Rồi chậu này là chậu mã số 9. Đây cái tuổi đời nó cũng gần cả trăm năm cô chú anh chị. Giá 7 triệu bao ship toàn quốc. Rồi em xin giới thiệu mã số tiếp theo à. Em giới thiệu cô chú anh chị là cái mã số 10 à. Cá hoa long. Âm thanh còn rất ok cô chú chị. Chậu này lành tương đối là 99% à. Hũ bì là 55. Lọt lòng là 45. Rồi chậu mã số 10 giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu 4 à, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Chậu này rất là lớn cô chú anh chị, lọt lòng tới 45 nè, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Đây bên trong cô chú anh chị. Đó. Chậu này lòng rất là sâu nha. Đo sâu lòng cho cô chú anh chị xem. Sâu lòng là 34 à. Rồi mã số 10 giao lưu là 2 triệu 4, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi xin giới thiệu mã số tiếp theo à. Rồi mã số 11 của chú chị, đây là một cái chậu sông Long à. Đó chậu sông Long tình trạng là nặng nha. Mã số 11 chậu sông Long. Đó dòng đắp nổi đẹp như cô chú chị. Hũ bì là 58. Lọt lòng là 44 à. Sâu lòng là 29. Đây trong đáy cô chú chị, đáy liền lạc rất là đẹp nha. Đó đáy đây cô chú chị còn rất là đẹp nha. Rồi chậu sông Long lành tích, chậu mã số 11 giao lưu với cô chú chị cũng giá là 2 triệu 4 luôn, bao ship toàn quốc cho cô chú chị nha. Chậu này đồng dãy nổi rất là đẹp cô chú chị. Rồi em xin giới thiệu mã số tiếp theo à. Mã số 12 là một cái chậu rồng à. Rồng đắp nổi, bên đây là bên rồng. Đó, đây là sông Long hay gì đây. Chậu rồng đắp nổi rất là đẹp của chú anh chị. Màu xanh ngập, màu này rất là hiếm nha. Âm thanh đây. Âm thanh rất là ok của chú anh chị, cái này nó dày lắm. Đây cái chậu này nó chỉ có một cái là tóc nhẹ chỗ này lên đây thôi nha, còn trên đây là lành tích nha cô chú anh chị. Đây ở dưới đây, đây chậu tóc đây nó giống như nó lẩu một đường găng gió thôi đó. Rồi chậu này là lên tới đây chút xíu, đây khoảng 5 phân nè, mà màu xanh ngọc thì rất là hiếm cô chú anh chị. Lọt lòng là 30 à, củ bì là 40, rồi sau lòng là 24 à. Rồi chậu mã số 10M12 giao lưu của cô chú anh chị là giá 1.600.000 bao ship toàn quốc của cô chú anh chị à. 1.600.000, chậu này rất là hiếm cô chú anh chị, màu xanh ngọc. Âm thanh của rất là ok à, mặc dù có tóc nhẹ nhưng mà âm thanh ok. Đây em bỏ chỗ tóc cho cô chú anh chị theo đây, chỗ tóc nè. Đó, rồi. Giờ xin giới thiệu mã số tiếp theo ạ. À. Rồi giới thiệu cô chú anh chị mã số 13, ngựa kéo xe, miệng tím rất là đẹp cô chú anh chị, miệng tím mà xanh ngọc nữa. Đó, miệng tím mà xanh ngọc nữa rất là ok. Đấy, cây này nó dập cho nên gõ nhiều khi nó âm thanh nó hư cái kẹt kẹt nha. Đó, cô chú anh chị xem. Chậu này có chiều cao là 35 à. Củ bì là 36. Lọt lòng là 28 nè. Rồi chậu miệng tím. Đây miệng tím rất là đẹp cô chú anh chị. Hàng này là hiếm nha, mà lại xanh ngọc nữa. Đó. Rồi chậu này em giao lưu cô chú anh chị là giá 1.600.000 bao ship toàn quốc của cô chú anh chị nha. 1.600.000 bao ship toàn quốc. Rồi em giới thiệu mã số tiếp theo à. Rồi mã số 14 giới thiệu cô chú anh chị là một cái chậu màu tím. Đó, màu tím coban rất là đẹp nha. Đây là phụng à, đây là phụng. Đây là rồng. Đó, rồng phụng. Đó, chậu này rất là đẹp cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị xem nó rất là già đây. Chậu này có tiểu tuổi đời là cũng trên 50 năm á. Đó, rất là già. Chậu này là chậu lái thiêu. Đó, với chôm đây. Thấy lên đỏ hết trơn nha. Nó rất là lành tích luôn nha. Hàng này là chúng ta để trưng bày cũng đẹp. Lọt vũ bì là 33. Lọt lòng là 24 à. Sâu lòng là 20. Rồi chậu này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 2.000.000, mã số 14, giá 2.000.000 bao ship toàn quốc của cô chú anh chị. Số điện thoại là 0939 303130, đó là số Zalo nha. Rồi đây là mã số 14 giao lưu với cô chú anh chị là giá 2.000.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi em xin giới thiệu mã số tiếp theo. Tiếp theo là một cái chậu bát giác à, chậu bát giác có tuổi đời cũng, chậu này chắc cũng gần cả 100 năm cô chú anh chị. À, chậu này chia là công anh một cái này với cái kia là ông nói vừa là gốm cây mai. Em cũng xin giao lưu lại với cô chú anh chị để cô chú anh chị có thể trồng những cây bonsai đẹp của mình á. Đây em quay những cái mẫu ô cho cô chú anh chị. Đây có 8 ô à. Đây là chữ tàu, đây là bông, đó đây là sen nha, đây là chữ tàu. À, cô chú anh chị xem chậu còn liền lạc rất là đẹp. Hủ bì là 37 à, lọt lòng là 29, còn lọt lòng ngang này là 27. Đó cô chú anh chị xem. Rồi sâu lòng cái. Sâu lòng trong đây là 18 à. Rồi chậu mã số 15 giao lưu cô chú anh chị là giá 3.300.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. 3.300.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Số điện thoại liên lạc là 0939 303130. Rồi em xin giới thiệu mã số tiếp theo. Rồi một chậu mã số 16 cũng là gốm cây mai cô chú anh chị. Đây là chậu này cũng tuổi đời cũng trên 100 năm. Còn cả 100 năm thì đón gì thôi, ví dụ có lệch chút xíu cô chú anh chị thông cảm. Thì nói chung mấy cái chậu già này thì tùy theo người tư duy của chú anh chị, nhiều khi em nói có sai một vài năm, một là nhiêu năm đó là cô chú anh chị cũng thông cảm cho nha. Tại mình cũng không phải là mình làm cho cái chậu này, nên là cái sự chia sẻ với nhau trong cái vấn đề mà có người có nhiều kinh nghiệm hơn có gì thông cảm cho. Đây cái chậu này rất là dày của chú anh chị. Đây chúng ta xem đây. Đây, đáy đây. Cái chậu này rất là đẹp của chú anh chị. Chậu này là hàng hiếm. Hàng hiếm, hàng sưu tầm. Cao là 18 nè. Lọt lòng bên trong cũng là gần 17. Củ bì là 35. Lọt lòng chỗ này là 27. Lọt chỗ xéo là 28. À đúng rồi, 28. Còn chỗ này là 26 rưỡi. Rồi chậu mã số 16 giao lưu cô chú anh chị là 3.500.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Chậu mã số 16 3.500.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi em xin giới thiệu mã số tiếp theo à. Rồi tiếp theo mã số 17 là một chậu ngựa kéo xe cô chú anh chị. Ngựa kéo xe mã số 17. Đó, tình trạng âm thanh còn ok cô chú chị, mặc dù nó có găng gió mấy chỗ. Đây nè, găng gió mình mờ quá không thấy nha. Đây găng gió thôi, chỗ này có chỗ găng gió nữa, cho nên là mờ quá mình nhiều khi mình không thấy, nhưng mà âm thanh còn rất là ok. Củ bì là 46, lọt lòng là 35, sâu lòng là 26. Rồi chậu mã số 17 em giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.400.000 à, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Mã số 17 1.400.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Em giới thiệu mã số tiếp theo rồi. Số 18 cô chú anh chị. Mã số 18 một cái chậu ngựa kéo xe nha. Đặc biệt cái chậu này cái vành ở dưới đây nó màu tím rất là lạ nha, trên đây là màu xanh ngọc mà dưới đây màu tím. Đó, chúng ta nhìn cái chậu rất là đẹp nha. Đó. Đây bỏ âm thanh cho cô chú anh chị xem. Âm thanh rất là ok nha. Đó. Ok, quay vòng vòng cho cô chú anh chị xem đây. Đó. Đặc biệt á, cái vành thì màu tím, ở trên đây là xanh ngọc. Đó, tím xanh ngọc em mới chà giữa ra này. Đó, màu rất đẹp nha. Chậu này men còn rất là cũng khỏe. Đó, men còn rất là khỏe. À, chiều cao của chậu là 34 à. Ủ bì chậu là 53. Lọt lòng là 41. Lọt lòng là 41 à. Đây đó chậu cô chú chị. Đó, nó có hai lỗ thoát nước là lỗ hông và lỗ đáy, hai lỗ thôi. Đó, chậu còn sạch sẽ ok. Đây đáy chậu đây, đó cô chú chị xem. Chậu này còn rất là đẹp cô chú chị. Rồi mã số 18 giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Mã số 18 một cái chậu ngựa kéo xe. Hàng này rất là hiếm của chú chị, hàng này nó ưa có bị men chóc nhưng mà chậu này còn liền lạc rất là đẹp. Đó, 2.500.000 mã số 18 bao ship toàn quốc của cô chú chị. Số điện thoại em là 0939 303130, đó là số Zalo à. Rồi em xin giới thiệu với cô chú chị mã số tiếp theo à. Rồi mã số 19 của chú chị, giới thiệu với cô chú chị là một cái cặp đôn bồng à. Cặp này khá là cao của chú chị. Đây là mã số 19 à. Đây, chiều cao đến đây là 82 cô chú chị. Mặt là 30. 82 mặt 30. Đây rất là nặng cô chú chị. Đây đáy đi, cô chú chị xem giùm em. Đó. Còn mặt trên là mặt đồng tiền. Cô chú chị xem mặt đồng tiền giùm em. Này rất là này, tình trạng lành 99% của chú chị. Rất là cao, cao 82 rất là cao của chú chị. Đây cô chú chị xem với em đây nè. Rồi cặp đôn này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 9.000.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Chúng ta sẽ hữu một cặp đôn gì để về để trưng bày rất là đẹp à. Giá 9.000.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Số điện thoại em là 0939 303130, đó là số Zalo à. Rồi em xin giới thiệu món hàng tiếp theo à. Cô chú anh chị mã số cuối cùng là mã số 20. Mã số 20 là một cái cặp đôn chống rồng xanh coban màu trắng rất là đẹp cô chú anh chị. Nên còn rất ok cô chú anh chị. Chiều cao là 46 à. Mặt đôn là 31. Đây là cái mặt này cô chú anh chị. Đó, mặt đôn là có ba con bướm, ba con dơi vậy thôi nha. Đó, màu xanh coban trắng rất là đẹp. Đó. Đấy này, chậu này, cái đôn này á, này có nó thể nó nặng có khoảng tầm 14 kg một cái cô chú anh chị. Rồi cặp đôn mã số cuối cùng mã số 20 em xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 3.800.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Số điện thoại liên lạc em là 0939 303130, đó là số Zalo ạ. Cuối cùng hôm nay cũng xin chúc các cô chú anh chị xem kênh LTK được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Và nhớ là xem kênh ủng hộ em trong cái video clip này, em xin chân thành cảm ơn ạ.